Thưa quý vị, thời gian gần đây, các đối tượng trộm cắp tài sản đã thay đổi phương thức hoạt động. Chúng lợi dụng thời điểm ban ngày, lúc người dân ra khỏi nhà đi làm việc, không có người trông coi, để đột nhập trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Trước tình hình trên, để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân khi ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận, nếu ổ khóa chưa an toàn nên thay bằng ổ khóa khác, gắn các thiết bị camera giám sát để quản lý nhà, tài sản. Nếu có thể, bố trí người trông coi nhà, tài sản hoặc chờ hàng xóm xung quanh trông coi hỗ trợ. Nếu phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, người dân thông tin đến số điện thoại 113, cảnh sát 113 hoặc 02763 822001, phòng cảnh sát hình sự.